Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng tất cả mọi người trở lại kênh của Tony nha. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ bình luận và phân tích hai cái vấn đề nha các bạn nha. Cái vấn đề thứ nhất là mình sẽ bình luận và phân tích xem tại sao một người tù tội không có làm gì cho xã hội, cho đất nước, cho cộng đồng mà lại sau khi chết á mà trở thành một người giống như một vị anh hùng gì đó các bạn. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn bình luận phân tích với các bạn đó là có phải đây là một cái âm mưu mà trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây để mà người ta muốn hạ bệ Tổng thống Trump hay không? Mời các bạn theo dõi những cái chi tiết nha. Thì trong mấy ngày vừa qua cũng như các bạn đã biết rồi, sau ngày 25 tháng 5 sau cái chết của ông George Floyd thì hầu như rất là nhiều thành phố ở nước Mỹ đã bị những cái cuộc biểu tình bạo loạn, phá hoại, hôi của, và coi như rất là nhiều cảnh sát viên đã bị thương và bị chết. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người đi biểu tình đã bị bắt, cả hàng chục ngàn người đã bị bắt. Vậy thì mình suy nghĩ coi là đây có phải là một cái diễn kịch mà dàn dựng trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây hay không? Thì thật sự với các bạn thì người ta hay nói nếu là một vị anh hùng thì là như thế nào? Mình xin định nghĩa một tí xíu về anh hùng nha. Thì theo như cái sự hiểu biết của Tony thì anh hùng tức là bạn phải làm điều gì đó, làm một cái điều gì đó cho có ích cho đất nước, cho người dân thì mới được coi như gọi là anh hùng, đúng không các bạn? Hoặc là bạn phải làm một cái điều gì đó giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội, đúng không? Thì mới gọi là anh hùng. Còn đằng này cái người này lại là một coi như là vào tù ra khám hơn cả chục lần. Và trong lúc mà anh ta bị bắt thì anh ta lại xài tiền giả. Anh ta từng coi như là dân hút chích nghiện ngập. Vậy thì tại sao sau khi anh ta chết thì có rất là nhiều cuộc bạo loạn xảy ra ở Mỹ? Đó, thấy chưa? Mình phải đặt câu hỏi liền. Đây có phải là một cái âm mưu của một cái thế lực ngầm, một cái đảng phái nào đó mà để coi như là dàn dựng lên để mà gây phá hoại trong cái cuộc bầu cử sắp tới này hay không, là điều thứ nhất. Rồi điều thứ hai mình xin chia sẻ với các bạn, đây không phải là lần đầu tiên mà một người da màu bị chết ở trên cái đất Mỹ này. Vậy thì tại sao lúc trước đó có rất là nhiều người da màu bị chết thì lại không bao giờ xảy ra những cái cuộc giống như thế này? Đó, các bạn thử đặt câu hỏi coi đúng hay sai. Tại sao đợi đến lúc này, năm bầu cử tổng thống, thì lại bắt đầu người ta mới lấy cái người da màu này ra để mà người ta đòi công lý, công đạo, công gì đó. Nó tóm lại là người ta lấy cái lý do đó các bạn. Ý của tôi này nói là có rất là nhiều người da màu đã bị chết, nhưng mà tại sao chưa bao giờ thấy người ta coi như là làm bạo loạn đến mức độ như thế này? Vậy thì các bạn có thấy nó hơi lạ lạ không? Là tại vì sắp tới đây vài tháng nữa là sẽ bầu cử tổng thống, thì mình suy nghĩ có một cái thế lực ngầm nào đó đứng sau lưng để mà thúc giục, xúi giục và coi như là coi như muốn phá hoại cái uy tín của ông Tổng thống Trump. Vậy thì trong mấy ngày vừa qua các bạn thử suy nghĩ xem những cái doanh nghiệp của người Việt Nam mình bị phá hoại, bị hôi của, bị coi như là đốt cháy. Vậy thì ai sẽ đứng ra đòi công đạo cho người Việt Nam của mình? Ai sẽ đứng ra đòi công đạo cho tiệm nail, tiệm phở, tiệm tóc, nhà hàng, chợ búa của người Việt Nam mình? Các bạn thử đặt câu hỏi coi. Vậy thì tại sao một cái anh người da màu này là ảnh là không phải là coi như một cái gì trong cái xã hội hết mà tự nhiên bùng phát ra những cái cuộc phá hoại đất nước, phá hoại thành phố, phá hoại những cái doanh nghiệp của những người vô tội, những người coi như là bị lạc đạn đó các bạn? Một câu chuyện khó tin, khó thấy, hiếm thấy, nhưng mà bây giờ nó xảy ra ở trên cái đất Mỹ này và ngay trong cái năm bầu cử tổng thống. Đó là một câu hỏi của rất nhiều người. Đây có phải là một âm mưu, một cái coi như là thế lực ngầm sắp đặt sẵn, diễn kịch để mà phá hoại Tổng thống Trump trong cái mùa bầu cử kế tiếp này hay không? Thì hiện tại bây giờ cũng như là rất là nhiều cái trang báo, trang mạng đã có những cái giả thuyết, những coi như những cái mà người ta suy đoán là có thể đây là một cái bài kịch, một cái vở kịch của một cái thế lực đối nghịch với đảng Cộng Hòa, người ta dàn dựng ra để mà người ta muốn hạ bệ uy tín của ông Tổng thống Trump. Người ta muốn coi như là mất đi những cái phiếu, những cái tín nhiệm cho Tổng thống Trump trong cái mùa bầu cử tháng 11 này các bạn.
thì theo như các bạn thì các bạn suy nghĩ như thế nào? Đây có phải là một cái vở kịch hay không? Và tại sao từ hồi xưa đến bây giờ chưa bao giờ có một cái chuyện mà người da màu chết mà lại được tôn vinh, tôn sùng và bạo loạn khắp cả nước Mỹ như anh chàng này? Đây là một cái điều mà khó thấy và hiếm thấy trong cái đất Mỹ các bạn. Rất là nhiều cái trường hợp như thế này nó xảy ra rồi, nhưng mà tại sao đợi đến lúc này thì lại mới là bùng phát ra? Và một chuyện nữa Tony muốn chia sẻ với các bạn, đó là như thế này. Thì có rất là nhiều tiểu bang, những cái chủ doanh nghiệp người Việt Nam mình bị phá hoại, bị hôi của, coi như là giống như một cơn tornado nó thổi sạch sẽ. Nhưng mà Tony thấy không ai mà đứng ra để mà đi đòi công lý công đạo cho những người chủ doanh nghiệp này. Nhưng mà Tony thấy thì có rất là nhiều người Việt Nam lại đi xuống đường hòa nhập với cái đoàn biểu tình phá hoại này, mà đi biểu tình đòi công lý công đạo cho cái anh George Floyd này. Các bạn thử đặt câu hỏi coi, cái đó có phải là nó vô lý quá không? Tại sao không đi đòi công lý công đạo cho người Việt Nam của mình, những cái chủ doanh nghiệp bị phá hoại, mà tự nhiên lại đi đòi công đạo công lý cho các anh chàng người da màu này? Thì theo như thông tin mà Tony cập nhật được đó, thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái giả thuyết nói là đây là một cái dàn dựng, một cái vở kịch để mà coi như là hai bên đấu đá với nhau về chính trị các bạn, để mà hạ bệ Tổng thống Trump, hạ uy tín, để ông Trump không có được đắc cử lần thứ hai, không được ở lại trong tòa Bạch Ốc lần thứ hai trong cái tháng 11 này các bạn. Thì theo như các bạn thì các bạn suy nghĩ như thế nào, và các bạn có những cái ý kiến gì, các bạn nhớ bình luận bên dưới để chia sẻ với mọi người, coi như là để mọi người cùng nhau tham khảo các bạn nhé. Nước Mỹ, người ta cho bạn nói lên tiếng nói của bạn, người ta cho bạn tự do ngôn luận, người ta cho bạn tự do biểu tình, nhưng nó cũng phải có một cái lực biểu tình các bạn nhé. Và nó cũng có một cái lực coi như là tự do ngôn luận, chứ không phải các bạn biểu tình là các bạn đi hôi của, các bạn đi đốt phá, các bạn đi quậy phá những người dân vô tội, những chủ doanh nghiệp vô tội. Các bạn thấy những cái điều đó đúng hay sai? Vậy thì ai đi đòi công lý công đạo cho những điều đó? Ai đi đòi công lý công đạo cho những chủ doanh nghiệp bị phá hoại? Mình thấy nó thật là vô lý quá các bạn. Thì sau vài phút Tony phân tích, bình luận, chia sẻ với các bạn những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của mình, thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này. Và bên cạnh đó, nếu các bạn có những cái suy nghĩ gì khác, những cái quan điểm gì khác, thì các bạn welcome bình luận bên dưới cái video. Và các bạn đừng quên bấm like, nhấn nút share để mọi người cùng biết nha. Và bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký để ủng hộ kênh cho Tony nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn lại cái next video. Bye bye.